Hôm nay tôi có nhận được một cái câu hỏi được một bạn gửi đến. Đó là khi mà bạn ấy sử dụng các cái phiên bản Corel cũ, ví dụ như là X7, thì bạn ấy vẽ một cái đối tượng ra ngoài phạm vi của trang giấy, thì đối tượng nó vẫn còn, bạn ấy vẫn nhìn thấy. Trong trường hợp bạn ấy mở thêm các trang mới, nhưng khi bạn ấy chuyển sang các phiên bản mới hơn. Ví dụ như là không phải là các phiên bản X nữa mà là phiên bản là theo năm. Ví dụ như là 2017, 2018, mươi 20, 22, vân vân. Thì khi bạn tạo ra các cái trang mới thì không còn nhìn thấy cái đối tượng mà bạn này vẽ ngoài trang giấy nữa. Và bạn ấy hỏi tôi là làm cách nào để bạn ấy vẫn vẫn thấy được các đối tượng đó vẫn nhìn thấy được khi mà bạn ấy mở một trang giấy mới OK, thì bây giờ tôi sẽ uh, giải đáp cái câu hỏi của bạn ấy Trước tiên là tôi sẽ mở song song hai cái phần mềm là phiên bản X7 và phiên bản mới nhất là phiên bản 2024 và chúng ta cùng nhau so sánh xem là nó khác nhau như thế nào khi mà chúng ta vẽ một cái đối tượng ở bên ngoài cái phạm vi của trang giấy. Uh, đây, bây giờ các bạn hãy nhìn nhé. Khi mà tôi tạo ra một cái trang giấy ở trong cái truyền bản X7 và bây giờ thay vì vẽ một cái gì đó vào bên trong cái nội dung một cái nội dung vào trong cái trang giấy này thì tôi vẽ ra ngoài các bạn hãy quan sát bây giờ tôi vẽ ra một đối tượng ở đây và tôi tô cho nó một chút màu để cho dễ nhìn ok đến đây thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái đối tượng của chúng ta đúng không và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một trang giấy mới bằng cách là bấm vào cái biểu tượng trang giấy ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái trang giấy số 2 của chúng ta đã tạo ra và nếu tôi bấm sang trang giấy số 2 thì các bạn vẫn nhìn thấy là tài liệu này là cái hình vuông đỏ và nếu tôi bấm lại về cái trang giấy một thì các bạn cũng vẫn nhìn thấy nó và đây nếu mà cụ thể hơn tôi sẽ gõ cái số 1 vào đây nha đó đây là trang một đúng chưa bây giờ tôi bấm vào trang hai này Đây, rõ ràng ở trang 1 hay trang 2 chúng ta vẫn đều nhìn thấy cái đối tượng này và trong bất cứ cái trường hợp nào thì chúng ta cũng có thể là nhặt nó, kéo thả vào đây. Kéo thả hẳn vào đây hoặc là chúng ta kéo thả vào và sau đó thì chúng ta chuột phải để chúng ta nhân bản nó. Còn cái bản gốc chúng ta vẫn để ở ngoài desktop này để chúng ta có thể nhặt nó vào bất kỳ một cái trang giấy nào. Thế thì đấy là cái cách vận hành của cái uh, phiên bản X7. Như bạn đã nói Thế còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở về cái môi trường là uh, phiên bản mới hơn. Cụ thể luôn là đây là mới nhất luôn, 2024. Thì chúng ta thấy rằng là đây là, chúng ta thấy luôn cái tài liệu này nha. Và đây là trang giấy duy nhất. Nếu bây giờ chúng ta bấm vào đây và chúng ta tạo ra trang giấy thứ hai thì như bạn ấy nói là rõ ràng chúng ta không còn nhìn thấy cái không còn nhìn thấy cái dòng chữ vừa rồi và để nhìn thấy nó thì chúng ta buộc lòng là phải quay về cái trang giấy thứ nhất. OK, thế thì cái này thì chúng ta phải hiểu là cái cơ chế vận hành của hai cái phiên bản này nó hơi có một chút khác nhau, à, tức là cái quản lý quản lý tài nguyên thì nó đang hơi có một chút khác biệt nhé. ở trong trang giấy là cái khu vực mà các bạn vẽ ra cái gì thì khi các bạn nối máy in thì nó sẽ in ra ở trong phạm vi trang giấy còn tất cả những gì nằm ngoài trang giấy thì các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình nhưng không được in ra khi các bạn nối máy in tuy nhiên cái tài liệu này thì nó nằm ở ngoài trang giấy nhưng nó lại có hai cấp độ quản lý nó có hai cấp độ quản lý Và đây để chúng ta xem xem thì chúng ta hiểu cái mức độ quản lý của nó thì nó sẽ được quản lý ở đâu thì các bạn vào trong Windows này các bạn vào trong Docker này và các bạn tìm tới cái phần object là cái phần quản lý các đối tượng ở trong ở trong Corel thế thì các bạn xem nhé chúng ta đang ở layer 1 và chúng ta đang ở page 1 và khi các bạn mở ra cái page 2 thì nó không có cái tài liệu tại vì là cái chữ này thì nó vẫn nằm ở trong layer 1 của cái page 1 tức là cái, cái 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 trang 1 này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái trang gọi là trang master page, cái trang mẹ trang mẫu này và chúng ta sẽ có một cái phần nó gọi là phần desktop. Khi các bạn kéo bất cứ một cái đối tượng nào và các bạn vứt thả nó vào trong cái phần desktop này thì nó sẽ là một cái nền chung mà tất cả các trang đều có thể nhìn thấy đây bây giờ tôi sang trang hai này tôi sang trang một này tôi mở thêm trang mới này trang 3 này thì các bạn sẽ thấy rằng là bất kỳ là chúng ta đang ở đâu thì chúng ta cũng vẫn nhìn thấy cái chữ này tương tự nhá bây giờ ví dụ như là tôi uh, uh, vẽ ra một cái đối tượng này cũng như vừa nãy nhá một cái hình chữ nhật và chúng ta vẽ ra nha chúng ta vẽ ra và chúng ta cho nó tô màu đỏ và theo cái quản lý thì các bạn nhìn thấy là tôi vẽ ra ngoài nhưng nó vẫn nằm ở layer 1 của page 3 và khi mà tôi tạo ra một cái trang mới thì nó cũng vẫn nằm ở layer 1 của page 3 mà nó không xuất hiện ở cái desktop chung và để thấy được cái này thì các bạn buộc lòng làm gì đây các bạn phải kéo nó xuống phần desktop này nha Đấy, thì bây giờ bạn thêm bao nhiêu trang nó cũng vẫn nằm ở đấy và vẫn nhìn thấy và tất nhiên là nếu như mà bây giờ bạn tạo xem trang mới và bạn kéo nó vào trang mới thì lúc ấy nó sẽ mất đi ở trong desktop này còn nếu bạn vẫn muốn là nó tồn tại desktop để bạn có thể kéo nó vào bất cứ trang nào thì thay vì kéo thả vào thì các bạn kéo thả vào đến nơi sau đó thì các bạn chuột phải để các bạn nhân bản nhé thì cái phần này nó vẫn nằm ở ngoài desktop và nó vẫn được sao chép vào một cái trang mà mình muốn Thế còn quay trở lại với cái bản X7 thì chúng ta mới xem xem là cái cơ chế làm việc của nó khác nhau như thế nào. Đây các bạn nhìn này. Đây là cái object manager, cái cách mở của nó cũng vẫn giống hết như thế thôi. Vào window vào Docker và các bạn vào cái phần object manager. Nó hơi khác nhau một chút là về cái tên thôi nhá. Ở các phiên bản cũ thì nó gọi là object manager. Quản lý đối tượng. Thế còn ở trong này thì ở bản các bản mới thì nó gọi là object rồi, nó bỏ cái chữ quản lý đi rồi thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái bản x7 thì các bạn nhìn kỹ một tí này thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ nằm ở cái cái này bây giờ tôi xóa đi nhá tôi xóa đi và các bạn hãy xem xem là khi mà tôi vẽ một cái đối tượng thì nó sẽ xuất hiện như thế nào tôi vẽ một cái đối tượng ra ngoài này nhá sau đó thì tôi tô cho một màu này được chưa chúng ta tô màu vàng các bạn nhìn rất rõ là nó tôi đang làm việc ở page 2 nha. Nhưng bây giờ tôi tạo ra một trang mới. Các bạn sẽ thấy rằng cái cơ chế làm việc của nó tương đối đặc biệt, nó khác với bản bản mới. Nó có nghĩa là gì? Nếu như bạn vẽ vào trong phạm vi của trang giấy thì khi bạn chuyển, bạn mở trang mới thì các tài liệu nó vẫn nằm ở trang đấy thôi, nhưng khi bạn vẽ một đối tượng mà bạn vẽ ra ngoài trang giấy thì bạn tạo ra một cái tài liệu mới, cái trang mới thì lập tức là cái đối tượng nào mà nằm ở ngoài desktop này thì nó sẽ lập tức nó được tự động nó đưa về cái trang master. Nó đưa vào phần desktop. Đấy, thì cái cơ chế làm việc của hai phiên bản nó khác nhau. Cho nên là với phiên bản mới thì các bạn không thể nhìn thấy những cái gì mà các bạn đang vứt ở ngoài desktop mà nó vẫn cứ đi theo cái trang của 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 trang gốc của nó thôi. Và nếu như bạn muốn mà ở các phiên bản mới mà vẫn cứ nhìn thấy các đối tượng như thế này thì các bạn buộc lòng là phải làm thêm một cái thao tác là các bạn túm lấy cái đối tượng mà các bạn vứt nó xuống vứt nó xuống cái phần desktop ở bên dưới này thì lúc đấy các bạn mở thêm bao nhiêu trang các bạn cũng vẫn có thể là nhìn thấy được cái đối tượng của các bạn và các bạn có thể bất cứ lúc nào các bạn kéo thả nó từ phần desktop này các bạn đưa vào trong gì đấy ạ trong cái trang giấy trang giấy làm việc của Corel Ok, và như vậy là tôi vừa mới giải thích cho cái câu hỏi của các bạn là làm sao để có thể vẽ được một cái đối tượng ở bên ngoài desktop và các bạn tạo một cái trang mới thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy nó mà không cần phải quay về trang số 1. Hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề của mình.